À, xin chào mọi người, chào bố Cầm, chào tất cả mọi người và chào mấy anh em ở trên live. Rồi. Thì thật ra chủ đề hôm nay thì nó có một phần có liên quan tới cái câu chuyện ngày hôm qua, mọi người cũng biết rồi. Thì bà Chủ tịch Hạ nghị viện Mỹ là Nancy Pelosi đã có chuyến đến thăm Đài Loan. Thì hôm qua như thế nào thì bố con mình cũng làm một cái live để gọi là dự đoán theo cái tầm người dân rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay sau câu chuyện khi bà ta đã về Mỹ thì bắt đầu trên không gian mạng thì cũng như là đến hẹn lại lên thôi. Những thành phần bên kia thì họ ăn mừng, họ tự hào cũng có. Thì xét trên góc độ đó thì họ là công dân Mỹ, họ tự hào về một cái vị quan chức của Mỹ gì đó thì chúng ta cũng dễ hiểu. Cũng thể đồng ý thôi, không có cái gì ghê gớm. Nhưng mà vấn đề ở đây á, khi liên quan tới cái phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam là đưa ra quan điểm là luôn tôn trọng nhất quán là chính sách một Trung Quốc, đúng không ạ? Thì những thành phần bên kia họ lại dựa vào điều đó, họ đánh phá, họ cho rằng là Việt Nam là nô lệ tàu, rằng là em Úc thì không dám dám phản kháng lại anh, vân vân mây mây, nói chung là các thứ. Thì từ ngữ của những thành phần bên kia thì chắc mọi người cũng đã quá rõ rồi, quá rõ về họ dùng những từ ngữ như thế nào rồi. Thì qua đó thì có Quang Lâm có làm một cái clip để phản biện lại, và Quang Lâm phân tích rất là, theo con rất là hay, rất là hay. Quang Lâm cho rằng những thành phần bên đó thì thực sự là họ ngu ngu ngu, giống như bữa con ai về có nói đó, họ không biết họ ngu luôn. Ngu bố cắt lời con chút xíu cái này. Một cái điều mà chính sách một Trung Quốc đó, nó không phải do Việt Nam, mình nói thẳng là không phải do Việt Nam, và nước Mỹ đã công nhận cái điều đó trên bàn hội nghị quốc tế Liên Hợp Quốc, chứ nó không phải ở Việt Nam. Có thẳng vậy, tất nhiên là ở đây là mình chiếu theo luật pháp quốc tế, con hiểu đó không? Cái này thì hình như là Trung rất rành mà nó nói rất là chương, nhưng mà cái này là họ không hiểu, bởi vì nhất quán một Trung Quốc từ hồi xưa tới giờ, kể cả tổng thống Mỹ, Liên Hiệp Quốc cũng đã chấp nhận cái điều đó, và thằng Mỹ đã nói như vậy, có nghĩa là nó tôn trọng cái vấn đề một Trung Quốc của Trung Quốc. Chắc không phải, nhưng mà nó ngược lại, nó buồn cười ở cái chỗ là, nhưng mà nó lại nó cái bà bên cái Nancy Pelosi này là mới nói là bà ủng hộ cái vấn đề dân chủ của em, mà thấy nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó còn là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Cái này mà bộ Trung Quốc, chính sách bộ Trung Quốc là từ hồi xưa giờ trên thế giới này ai cũng biết cả, chứ không có riêng gì đất nước Việt Nam, nó thẳng là vậy. Mà cái đường lối này là của tổng thống Mỹ và của trên trên bàn hội nghị đã ký, trên cái bàn hội nghị của Liên Hợp Quốc nó đã là như vậy rồi, thế thôi đó. Này là thằng Tùng đã rành lắm nè, Tùng nói chuyện đi con. Một cái này con nói với bác Cầm với là mấy anh chị em mình, cái này thì thật sự ra là cái chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới đối với Trung Quốc về chính sách một Trung Quốc đó, Lâu thì rồi. cái này mình phải xác định rằng là cái này là Mỹ ủng hộ trên cơ sở là mình nói thẳng ra một câu là nhờ, tại vì Mỹ bán đứng Đài Loan Đúng. vào trong cái cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, cái giai đoạn mà năm 70 70 71 khi mà Nixon qua thăm Mỹ, thì chính Mỹ lúc đó đã bán đứng Đài Loan. Để chi? Để cho Trung Quốc gật đầu để Mỹ đến bên miền Bắc. Thì từ đó tới sau này các cái chính phủ của Mỹ đi theo cái đường lối đó để ủng hộ Trung Quốc, ngấm ngầm hỗ trợ cho Trung Quốc phát triển. Mà cái giai đoạn Tập Cận Bình, cái giai đoạn của ông gì mà đã từng đánh Việt Nam năm 79, ông gì Đặng Tiểu Bình đó, là cái giai đoạn đó là Trung Quốc ẩn mình. Phải nói thẳng ra, thực tế ra mình nói đó, là Trung Quốc bán đứng Đài Loan cách đây đã 50 năm rồi. 50 năm rồi. Thì cho nên tới ngày hôm nay, đến ngày hôm nay thì nói thẳng với lại anh chị em mình thì phải nói xác định là Mỹ vẫn công nhận. Nhưng mà còn nói bác Trầm nói là Mỹ chính phủ Mỹ chống bánh xuôi kèn thổi ngược thì nó không đúng đâu. Cái đó là cái mà chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, của Mỹ đối với các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước mà Mỹ cho có khả năng gây nguy hiểm đến an ninh, gây nguy hiểm cho Mỹ về cái vai trò siêu cường đứng đầu thế giới của Mỹ. Mà hiện nay Trung Quốc
đang lâm ly ngấp nghé chiếm cái vị trí siêu cường về kinh tế. Cho nên đó là đối với chính sách chung của Trung Quốc là gì, là một Trung Quốc, nhưng mà bên cạnh đó thì cái nội bộ bên trong của Mỹ đó, nó vẫn muốn tài trợ đài thọ để cho nước Trung Quốc không thể thống nhất được, không thể mạnh được, không thể vượt mặt Mỹ được. Chứ thật sự ra trên trên phương diện ngoại giao thì Mỹ vẫn luôn đưa ra là chấp nhận Trung Quốc là một cái là thống nhất, và Trung Quốc cũng luôn luôn mong muốn thu phục Đài Loan bằng biện pháp hòa bình, là một quốc gia hai chế độ như đã từng áp dụng với Hồng Kông. Nhưng mà bản thân Mỹ không muốn chuyện đó, muốn Đài Loan vẫn là một cái gì đó để cho Mỹ, để cho Mỹ mặc cả với Trung Quốc, cũng giống như là để cho Đài Loan là có một cái tầm ảnh hưởng đối với Mỹ ở khu vực Biển Đông. Chứ thật sự ra thì nói Mỹ mà công chánh danh thuận ủng hộ Đài Loan về với Trung Quốc, chỉ còn Mỹ lên tiếng nói một câu thì chắc chắn cái chính sách và các biện pháp của Trung Quốc đối với Đài Loan nó sẽ khác. Nhưng mà Mỹ đi hàng hai là muốn không muốn mất mặt, là vẫn công nhận Trung Quốc là một nước một thể thống nhất kể cả Đài Loan, nhưng mà bên cạnh ngấm ngầm tài trợ hỗ trợ buôn bán mua bán vũ khí cho Đài Loan. Cho nên là các anh các chị đừng nghĩ rằng là chính sách của Mỹ là nhất quán, mà thật sự Mỹ nó chỉ vì lợi ích của Mỹ. Còn thằng Trung Quốc mình nói sao với cuộc đi thăm lịch sử Vấn của đề Chủ ở tịch đây là Quốc Huy nè, vấn đề Huy nè, tức là không phải là vấn đề chú Cầm nói không phải là nhất quán, ý vấn đề ở đây là ngay trên mặt trận trận ngoại giao, ông Mỹ đã thừa nhận và công nhận một Trung Quốc và tôn trọng cái điều đó. Cũng giống như ông Mỹ khi mà phát biểu liên quan tới đất nước Việt Nam chúng ta cũng luôn phát biểu là tôn trọng chính sách một Việt Nam và bảo ủng hộ Việt Nam gì đó vân vân mây mây. Huy hình dung chưa? Thì ở đây đúng ý của rồi chú Cầm đúng á, ý của chú Cầm không phải là nói là Mỹ, thằng Mỹ nó nhất quán. Huy phải hiểu điều đó, tức là vấn đề đó một mặt á thì họ lại nói như vậy, nhưng mà cái mặt sau á thì lại lại là cái Hạ nghị viện lại là bà Nancy Pelosi đi thăm Đài Loan, thì cái đó nó là điều gì? Nó gần như là, thứ nhất là với góc nhìn của người dân chúng ta, nó gần giống như là một cái sự gọi là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Rồi cụ thể đâu đó cũng có thông tin là gì, Quốc hội Mỹ gì đó họ cũng công bố rất là rõ ràng, hoặc là chính phủ Mỹ họ công bố rất rõ ràng là họ không chịu trách nhiệm về cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi. Thì ở đó nó là điều gì? À, cái đó anh cái nói em đó hiểu, để nó em giải thích thêm đây nè, em giải thích thêm đây nè, em giải thích thêm để thân với lại chỗ Trung sẽ làm sâu sắc hơn cái vấn đề này. Anh thơ quen nói là em hiểu, thật sự ra bà chủ tịch hạ viện bà đi qua Đài Loan không phải là không có sự gật đầu đồng ý của chính giới của Mỹ. Nếu như bà chủ tịch hạ viện đi trên cơ sở bả là cơ quan hành pháp, thì cơ quan lập bả là cơ quan lập pháp, thì cơ quan hành pháp và chính phủ không hỗ trợ bả về tất cả các phương diện bả có đi được không? Chắc chắn không. Cho nên đó, ngoài mặt thì có thể rằng là đây là một cách để Mỹ chứng minh với thế giới rằng là đối với nước Mỹ, tự do của từng cá nhân, trên phương diện cá nhân nha, là chính phủ không can thiệp vào công việc của cơ quan lập pháp là Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện. Nhưng mà bên trong đó thì anh thấy khi mà Trung Quốc tuyên bố là sẽ có những hành động đáp trả, thì chính Mỹ, chính phủ Mỹ đã điều động những cái phương tiện chiến đấu đến Biển Đông để hỗ trợ cho cái chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, thì chứng tỏ rằng là thực sự bên ngoài mặt thì thấy là nó không có liên quan. bên Huy mất tiếng rồi. Chung nói đây anh Huy rớt rồi. Huy rớt rồi. Hello anh Chung đâu Đấy. rồi? Dạ, đầu tiên thì con chào Vũ Cầm, chào anh Thơ Quang, chào anh Thân, chào cô chú anh chị đang theo dõi diễn đàn. Thì để thực ra mà nói đó, là trong cái chuyến đi này đó, thì kể cả buổi live ngày hôm qua thì em có trao đổi
cái góc độ nhìn nhận thì mỗi một người có thể có quan điểm nhìn nhận khác nhau. Thì em chia sẻ đến phương diện cá nhân, em sẽ nghĩ là như thế này. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào vị thế của Hoa Kỳ đầu tiên đã. Về góc độ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết từ xưa đến nay đó là gì. Người ta đi thăm nước nào hay người ta đi muốn đánh một quốc gia nào, người ta chỉ cần một lý do và người ta tuyên bố rất là hùng hồn. Chúng ta nhớ lại cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ ở Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Và cái sự kiện mà cái lọ thủy tinh ở, ở Liên Hợp Quốc của ông Colin Powell đó, thì chúng ta sẽ nhớ thôi. Người ta đấy, người ta chỉ cần nhớ một lấy một cái lý do nào đó và người ta tuyên bố, thậm chí là cả Hội đồng Liên Hợp Quốc, trước Hội đồng Liên Hợp Quốc, còn người ta đã làm cái việc đó. Thế thì ngày hôm nay đó, bà Chủ tịch Hạ viện thì chúng ta theo dõi, chúng ta cũng biết thì hiện nay ở Mỹ đang diễn ra cái cuộc sắp diễn ra cái cuộc bầu cử, đúng không ạ? Vào đợt tới này thì đây cũng có thể là một cách. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết là từ xưa đến nay đó, các cái thành phần dân chủ cuội hay là các cái thành phần chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta, người ta luôn là theo một cái xu hướng, đó là gì? Người ta bài cộng sản nó là một chuyện nhé, người ta bài cộng sản là một chuyện, thế nhưng mà cái cách của người ta đó là gì? Người ta lôi kéo để bài Trung Quốc từ xưa đến nay rồi, chứ không phải là bây giờ. Thế thì cái trong cái quá trình này nó cũng là một trong những cái nước đi, đúng không ạ? Có thể là một nước đi. Thì cái này nó hơi hơi xa một tí, là liên quan đến vấn đề bầu cử ở Mỹ và cái vấn đề giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì cũng là một cái nước đi của họ. Thì ở đâu đó chúng ta có nhìn thấy cũng có thể là cái bước dò dẫm để người ta muốn xem cái quan điểm của Bắc Kinh người ta thể hiện như thế nào trong vấn đề này. Và rất rõ ràng là chính sách ngoại giao của Mỹ từ xưa đến nay thì người ta, nếu mà nói thì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, đó là chính trị nó bao giờ nó cũng mang tính thủ đoạn. Bao giờ cũng mang tính thủ đoạn. Đối với Việt Nam chúng ta thì người ta vẫn luôn coi trọng thể chế của chúng ta, tôn trọng một đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam chúng ta. Nhưng ngược lại, người ta có từ đi cái thủ đoạn nào để người ta chống phá Việt Nam chúng ta hay không? Thì xin thưa là mọi người theo dõi thì đều thấy được thôi. Ví dụ như là các cái tội phạm ở Việt Nam chẳng hạn, thì người ta luôn lấy ba cái câu đó là gì? Tự do, dân chủ, nhân quyền ra. Người ta tặng, rồi người ta phong, rồi là vân vân cả. Và người ta kêu gọi cho những cái người mà vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Thì như vậy thì cái chính sách ngoại giao của Mỹ từ xưa đến nay nó vẫn là như vậy. Thì đối với cái trường hợp của Đài Loan thì không có gì là lạ cả. Và người ta vẫn áp dụng chính sách đó. Và người ta vẫn luôn muốn tạo ra một cái bất ổn trên cái bán đảo Đài Loan. Thì mục đích chính của người ta đó là gì? Không riêng người Trung Quốc, Việt Nam hay các cái khu vực khác mà chúng ta theo dõi, chúng ta thấy kể cả khu vực Trung Đông cũng vậy. Khi người ta đã đặt cái quyền lợi, đúng không ạ, và cái chính sách của người ta đó để mà đưa cái nước Mỹ vẫn giữ được cái vị thế hùng mạnh, thì bắt buộc người ta phải tạo ra một trong những cái đó là gì? Đó là bất ổn. Bất ổn ở khu vực nào thì người ta bán vũ khí ở khu vực đó và người ta sử dụng, người ta can thiệp ở khu vực đó. Cũng giống như Nga và Ukraine hiện nay cũng thế thôi. Thì cái chính sách này của Mỹ nó không phải bây giờ mới có, mà nó từ lâu rồi. Đấy, từ xa xưa rồi, đúng không ạ? Từ thời Thế chiến rồi chứ không phải đến bây giờ. Và các cái nhà chính trị của Mỹ thì người ta vẫn luôn theo cái quan điểm đó và người ta làm như vậy từ xưa đến nay. Thì cái việc thăm của bà Pelosi đó thì ngày hôm qua thì em có đánh giá đó là, nếu mà nói mà nó sẽ gây căng thẳng ngay lập tức, có thể dẫn đến một cuộc xung đột thì nó cũng có khả năng là diễn ra, nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc mà có một cái chủ tịch Hạ viện Mỹ kèm theo cái đoàn người đó đi sang Trung Quốc đó, thì ngay từ đầu chúng ta theo dõi chúng ta biết là ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đúng không ạ, ông Antony Blinken đó cũng khẳng định là cái vấn đề bà có đi thăm hay không đó, đó là quyền cá nhân của bà, chứ nó không liên quan gì. Nhưng đó là về góc độ gì ạ? Góc độ ngoại giao và góc độ trả lời phỏng vấn. Còn về thực tế thì bà ta đi, vẫn đi. Thì dĩ nhiên là cái việc đi thì người ta bao giờ cũng sẽ có cái đoàn tháp tùng và bảo vệ, thì cái chuyện đó nó cũng hết sức bình thường thôi. Thế thì người ta cũng đã đánh giá được, có nghĩa là các cái nhà nghiên cứu người ta cũng sẽ đánh giá được cái phản ứng. Dĩ nhiên là chúng ta không đánh giá hết được, nhưng mà người ta đã đánh giá được cái phản ứng của các bên như thế nào và có xảy ra xung đột hay không, thì lúc đó bà mới đặt chân xuống. Chứ nếu như mà người ta dự đoán được, hoặc người ta cảm nhận được, hoặc là theo các cái thông tin người ta thu thập được mà người ta Dũng, Dũng. Chắc chắn là như vậy, thì chắc Dũng. Chắn người ta sẽ không được. Anh xin lỗi Chung chỗ này nè, từ vì Chung vừa nhắc đến cái đoạn đó, là vấn đề
bà Nancy Pelosi đi Đài Loan, nhưng về mặt chính thống gọi là của chính phủ Mỹ, có những phát ngôn gọi là chính thống của chính phủ Mỹ, họ cho rằng họ không chịu trách nhiệm về cái chuyến đi của bà ta. Thì có nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu bà ta đi với tư cách cá nhân. Mặc dù ở Mỹ là bà ta là chủ tịch Hạ viện, đúng không? Thì ở đây có thể chúng ta sẽ thấy thêm một điểm gì, đó là gì? Cái độ lắc léo đó, cái độ lắc léo đó, đúng không? Cái độ lắc léo để sau này có vấn đề gọi là chừa đường lui á. Rõ ràng đây là bà Nancy Pelosi đi Đài Loan với tư cách cá nhân, có nghĩa rằng gần như là một công dân của nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vậy đó. Chung hình dung được cái điểm đó, điều anh muốn chia sẻ với chung với mọi người không? Dạ em hiểu. Đó, cái chơi chữ với lại con cái thế này nữa, để nhắc bố cầm ở chế độ công khai đi. À. Bố cầm để chế độ bạn bè, đâm ra là nhiều người không vào được. Mà như phải táp mới mở được sao chứ, đúng không? Còn cái vấn đề hồi nãy anh Thơ Quang với anh Trung nói á, thì em nhất trí thôi, mà ở đây thì em mở rộng thêm một số cái nữa. Cái thứ nhất đầu tiên em khẳng định rằng á, trên cái phương diện, trên cái mặt trận ngoại giao, tất cả những nước ở trên thế giới này khi ngoại giao với Trung Quốc thì đều công nhận là một Trung Quốc hết. Đều công nhận với Trung Quốc như thế hết, không chỉ là riêng Việt Nam hoặc là không chỉ riêng Mỹ công nhận. Đó là một cái vấn đề ngoại giao. Còn cái vấn đề mà ví dụ cái ngoài, trên cái ngoại giao là công nhận như thế, nhưng mà cái việc can thiệp vào nội bộ, cách đây mấy năm có nhớ cái vụ mà gây sức ép lên hàng may mặc, hàng dệt vải từ bông vải ở Tân Cương, mà ở phương Tây và Mỹ là cho rằng đó là họ ở Tân Cương là cưỡng ép lao động, bắt người dân trồng bông vải các kiểu gì đó, và họ tẩy chay cái hàng hóa dệt may của Trung Quốc. Và kể cả Việt Nam mình cũng liên đới là nó lần mò, nó truy ra cái nguồn gốc, ví dụ như Việt Nam nhập khẩu bông vải từ Tân Cương vân vân các kiểu, để gây sức ép lên chúng ta. Đó là cái chính trị ngoại giao, cái ngoại giao chính trị là nó như vậy, nó buộc phải như thế. Cái đó là cái điều rõ ràng. Còn cái mặt lợi và mặt hại của cái bà ngoại trưởng, bà Hạ viện, chủ tịch Hạ viện của Mỹ thăm Đài Loan á, có hai cái mục đích. Thì hồi nãy anh Trung cũng đã nói rồi, thì em cũng đọc được một cái bài ở cái có cái gọi là cái thuyết âm mưu á, là nhắc lại cái thời bầu cử á, thì người dân Mỹ là lên án là ở đảng Dân Chủ bị Trung Quốc nó mua rồi. Đấy, rồi Biden là theo Trung Quốc ăn tiền của Tập Cận Bình rồi. Cho nên là bây giờ là nếu mà nhìn nhận lại như thế thì sâu chuỗi lại, bây giờ sắp sửa là bầu cử giữa nhiệm kỳ, lấy cái phiếu tín nhiệm đối với cái đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, thì cái việc, cái hành động của bà đó đi thăm Đài Loan như thế để chứng tỏ cho người dân Mỹ thấy cái gì? Đảng Dân Chủ và đứng đầu là ông Biden không hề hèn nhát và không hề sợ Tập Cận Bình. Thì ở đây người ta đặt ra một cái thuyết âm mưu là có hay chăng cái sự bắt tay giữa Trung Quốc và cái đảng Dân Chủ của Mỹ tạo ra một cái sự gây cấn để cho nhân dân Mỹ và nhân dân trên toàn thế giới nhìn thấy. Nhưng mà thực chất nó chả có một cái vấn đề gì cả. Ví dụ trên qua cái lời phát biểu chính thức ở các cái cơ quan có thẩm quyền ở Mỹ á, thì công bố bà này đi thăm trong cái chuyến công du châu Á thì chỉ có 4 nước thôi. Đó, chứ không có ở Đài Loan. Mà cái việc ghé thăm Đài Loan đó là quyền của tự do của bà ta, và bà ta đi với tư cách là của một cá nhân thôi, là có thể là với cái tình cảm anh em chị em gì đó thì ghé thăm chỉ như vậy, giống như là một người bạn khách du lịch. Dạ, thì đó là chính như vậy. Và cái việc mà cảnh báo của Trung Quốc, cái việc thứ hai nữa là từ cái lời cảnh báo đó thì qua những cái hình ảnh chúng ta thấy được là chó đầu sủi vậy. Cho nhà em hình ảnh tối thui rồi, mau nói con chút cái bà quy đi vô rồi cho em nói chút nữa là cái hình ảnh bà ta là đứng ở sân bay và được tiếp đón á, là không có đèn điện ánh sáng luôn, tối thui à, mà sao kỳ cục vậy. Đó là nói chung là phải cho
Trung Quốc một cái bộ mặt nữa, chứ cũng không có đơn thuần, đâu có dám mà bật đèn sáng lên ban đêm hay ban ngày thì em không cần biết, nhưng mà ví dụ ban đêm thì cũng không lẽ ở ngay cái chỗ tiếp đón một cái vị mà chủ tịch hạ viện và bên đây là một vị tổng thống, họ đi tiếp đón người ta khác như vậy mà lại tối thui, không có nhìn, không có ra đâu hết, như vậy cái hình ảnh đó nó cực kỳ rất là phản cảm. Ông Thân sai rồi, Đài Loan là nó đang theo, nó ủng hộ cái các nước của châu Âu, châu Âu sau cái cuộc xung đột của Nga Ukraine. Và hiện nay là như Paris, một số tỉnh, số thành phố lớn của châu Âu đang tắt điện, cho nên là nó ủng hộ cái chính sách của châu Âu là thắt lưng buộc bụng về điện, nó tắt điện mà, chứ đâu phải là nó mở điện, nó tắt điện theo cái thủ đô Paris rồi đó. Đúng rồi, chắc vậy. Dạ, mời các anh. Dạ, thực tế ra mà nói thì ở đây là tại sao những cái thành phần dân chủ cội và chống phá Việt Nam thì người ta vẫn luôn là hô hào chống Trung Quốc và ủng hộ Đài Loan, và người ta cho rằng là chúng ta thế này thế nọ, đúng không ạ? Ngay sau khi mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao chúng ta có trả lời phỏng vấn báo chí, có nghĩa là về thái độ của Việt Nam từ xưa đến nay thì chúng ta khẳng định rồi, Đảng và Nhà nước chúng ta luôn khẳng định về chính sách ngoại giao đó. Thế nhưng người ta lại đưa ra, nhưng người ta lại đúng là như anh Quang Lâm anh có nói, đó là cái sự tìm hiểu nó không đến nơi đến chốn thì nó dẫn đến cái góc độ tư duy và cái vấn đề phát ngôn ra đó, để cho người khác người ta đánh giá về cái tầm hiểu biết của mình. Bởi vì ở đây nói sâu hơn một chút, đó là như chúng ta biết là trước đây đó là Đài Loan, đúng không ạ, gọi là Trung Hoa Dân Quốc đó, là trước đây là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc, đúng không ạ, và có trong ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà đến năm 1971 đó, thì lúc này đó là cái quyền này đã dành lại cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ngày nay. Và từ đó đến nay đó thì không có cái quốc gia nào người ta công nhận cái vị thế của Đài Loan và tại Liên Hợp Quốc nữa, có nghĩa là không công nhận là một quốc gia. Và rất rõ ràng cái này đó là các nước người ta nói rất là nhiều về vấn đề này, bởi vì liên quan đến góc độ ngoại giao với Trung Quốc nên người ta đã khẳng định cái điều này. Kể cả Mỹ cũng vậy, người ta tôn trọng cái học thuyết gọi là một quốc gia hai chế độ. Mà cái học thuyết một quốc gia hai chế độ này không phải bây giờ mới xuất phát, mà nó xuất phát từ cái trước đây, đó là cái ý tưởng của Đảng Tiêu Bình từ những năm 1980. Đó là người ta muốn, là ông ta đưa ra cái học thuyết này là mong muốn thành lập một đất nước Trung Quốc duy nhất. Thế nên cái học thuyết này, và khi mà năm 71 đó là Đài Loan đã mất ghế ở Liên Hợp Quốc và đã không được công nhận, thì chúng ta đều biết rồi, cái điều này nó thể hiện rất rõ là cái chính sách ngoại giao về mặt thực tế, về mặt thực thể đó, thì các nước người ta đã khẳng định điều này, đã khẳng định điều này. Thế nhưng mà bây giờ đó, khi mà có cái động thái của bà Pelosi thì thực ra thì em đánh giá về góc độ mà ảnh hưởng thì không ảnh hưởng, nhưng đây có thể nói là một trong những cái thủ đoạn chính trị của Đảng Dân Chủ, chúng ta cứ nói như thế. Bởi vì rõ ràng là người ta sẽ sử dụng mọi cách để người ta cũng nhằm nhiều mục đích, nhưng mà trong đó có những cái mục đích có thể nói như là lấy lại cái vị thế này, cái uy tín, đúng không ạ, của Hoa Kỳ nói chung và của Đảng Dân Chủ nói riêng, thì nó mới xuất phát ra cái vấn đề này. Thế nhưng mà nó lại không mang tính công khai, bởi vì nếu mà mang tính công khai ấy, đối với một quốc gia khác nhỏ hơn, uy thế nó không mạnh, không lớn mạnh về mọi mặt ấy, thì có khả năng Mỹ người ta sẽ cư xử khác, người ta sẽ cư xử khác và người ta tuyên bố thẳng thừng là người ta sẽ đến một cách công khai. Thế nhưng ở đây vị thế của Trung Quốc rất rõ ràng là so với Mỹ hiện nay thì nó là cũng là kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Thế nên là ít nhiều gì người ta cũng có sự tính toán và đánh giá cái mức độ ảnh hưởng. Thế nên người ta vừa làm sao, đúng không ạ, không đẩy quá xa cái mối quan hệ giữa hai nước, và người ta vẫn đạt được cái mục đích của người ta, đó mới là quan trọng. Thế còn những cái thành phần chống phá thì rõ ràng người ta nghiên cứu hay không nghiên cứu thì em không quan tâm lắm, hoặc người ta có biết nhưng người ta vẫn nói thì cái đó em cũng không quan tâm. Thế nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì chúng ta đánh giá được một điều, đó là em cũng không hiểu là người ta tự hào về góc độ gì, đúng không ạ? Em cũng không hiểu người ta tự hào về góc độ gì. Bây giờ người ta tự hào về nước Mỹ, hay người ta tự hào về Đảng Dân Chủ, hay là hành động của bà Pelosi, đúng không ạ? Thì em cũng không rõ là những cái thành phần này tự hào về vấn đề gì. Thế nhưng ít nhất ở đây là những cái thành phần này đó cũng chỉ là gì ạ? Là công cụ,
để gì ạ, để truyền tải giúp cho gì ạ, giúp cho cái bước đệm của cái hành động này nó trở thành thực tế và nó giúp cho gì ạ, lan tỏa để đến những người Mỹ mà từ xưa đến nay vẫn có cái kiểu cách hay là cái lối suy nghĩ chống cộng sản đó, thì người ta lại thiên về đảng Dân Chủ và cái hành động của bà ấy hơn. Thì dĩ nhiên là khi đã có hành động đó thì tất cả những cái thành phần chống phá thì người ta đi theo cái hướng đó thì không có lấy gì làm lạ. Và đặc biệt là người ta rất là tự hào về Mỹ, đúng không ạ? Người ta rất tự hào về Mỹ. Thế nhưng cái quê cha đất tổ, cái nguồn gốc tổ tiên của mình thì người ta lại không quan tâm đến. Cũng giống như những cái thành phần mà sống ở Mỹ nhưng lại không quan tâm chuyện của nước Mỹ. Đó là em, góc độ em nhìn nhận là như vậy.